Cái này cả nhà trộn đất này cả nhà. Cái giá thể trộn này bao gồm là mùng dừa đã xử lý, chấu tươi và đất chi bát này cả nhà. Em dùng đất chi bát đàng hoàng. Đang trộn lên nè. Trộn nhiều chấu lại đi cho nó thoát nước thôi chứ không gì hết. Từ từ hơi xong rồi em quay cái nước xong luôn nha cả nhà. Này mùng dừa em dùng loại này. Chi bát đây. Và vỏ chấu tươi. Nhìn là thấy rồi nha. Không có mị dân đâu nha. Hôm nay em lại có sự trợ giúp nữa cả nhà. Đây, cái này là sau khi trộn xong này cái nghe cả nhà. Trộn xong đó mọi người thấy không? Rồi xong ra chậu là trộn thôi cả nhà. Rồi. Cây giống thì xấu xí nhưng mà rễ nó đẹp là được rồi. Đó. Ok chưa? Để chút xíu nó trộn xong rồi em quay lần quay đầu nữa là xong nha.